veel zin in Oost-Duitsland praten. Linh chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Linh đang ở trong một cái khu rừng và tham quan các khu mộ cổ này. Đây là những chỉ là những cái tảng đá thôi, nhưng mà phía dưới và cái khu vực này là nơi chôn cất của người xưa. Tuy nhiên thì mình chỉ đi vòng vòng coi cho biết và vào cái khu rừng này để giống như là đi thư giãn, ngắm cảnh thiên nhiên. Chứ thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Thì hôm nay Linh mời cả nhà đi dạo vào khu rừng thiên nhiên ở Đan Mạch với Linh nhé. Trời hôm nay thì không quá đẹp mà cũng không có nắng quá gắt. Thì mọi người nhìn vào cái khung hình thấy cái cảnh xanh mướt rất là đẹp. Nói chung là khi mình đi hiking á, hoặc là mình đi chơi ở một cái đất nước khác thì Linh rất thích tham quan cảnh thiên nhiên ở khu vực nơi mình đi du lịch. Vào rừng là mà gặp mấy cái con ốc này. Con ốc này mà ở vườn của mình thì nó không có trâu bò đến mức độ như vậy đâu. Tại vì thật ra là nó không có đủ lớn đến mức độ như vậy, mình giết nó chết hết. Còn đây quá trời quá đất to. Đây là mộ cổ. Wow, tiếng mũi vo ve ở bên mình đó nha cả nhà. Wow wow wow. Hoa xít tộc Metamorphin Kinderen. Con mũi nó lớn lắm đó. Nó bay này nè, nó bay vòng vòng nè. Nó chích mình nè. Mọi người thấy trong hình đó thì họ vẫn chỉ những cái tảng đá này bằng tay, bằng sức người. Nou niet echt, gewoon het begin net. Oh, even? Je ziet niet, je kan er. Nee, want ik probeer op het scherm te drukken, maar het komt elke keer, gebeurt elke keer iets. Het eerste stukje wel, maar nu niet, nu net niet. Ngay chỗ này á thì người ta đã cắt hết mấy cái lúa mạch rồi. Và nhìn xa xa là có một cái căn nhà nhỏ nhỏ. Cảnh quan ở đây thì cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà ở cái vùng này, nói chung là cái vùng miền Nam này thì nó không có quá đặc sắc.
nếu mình không có đi lại cái khu Legoland, hoặc là hình như là cái chỗ này chỉ có khu Legoland là đặc biệt thôi. Còn cái khung cảnh thiên nhiên ở miền Nam, ở cái Vicker này, nó rất là bình thường, giống như nó rất là phẳng lặng. Mình thì thấy nó hơi khác bên Hà Lan một tí, tuy nhiên thì nó cũng không có quá đẹp, quá là rực rỡ để cho mình sẽ trở lại cái khu vực này mình tham quan nữa đâu nha cả nhà. Cả nhà đi cho biết với Linh để cả nhà có quyết định là mình có nên đi đến khu vực này để đi tản bộ và tham quan khu vực Legoland hay không. Chứ về cảnh thiên nhiên thì Linh nói thật sự là Linh chỉ cho 6 điểm thôi.
Nãy giờ mọi người thấy là mình đi trong clip này chỉ khoảng 15 phút thôi. Tuy nhiên gia đình Linh đã đi gần 2 tiếng đồng hồ cái khu vực này rồi. Xung quanh thì có một cái đồi nhỏ nhỏ như mọi người thấy rồi. Và bên đây là cái biển. Vì hiện tại trời xấu cho nên mọi người nhìn lên cái màn hình thì nó rất là xám xịt. Giờ thì tụi Linh chuẩn bị đi về nhà đây. Đây là một cái eo biển rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Và đúng là cái ngôi nhà mà từ lúc đầu mình thấy đó cả nhà. Bây giờ Linh đã quay trở lại cái điểm này rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Nếu mọi người like, nếu mọi người thích thì hãy share, like và subscribe cho Linh nhé. Linh xin lỗi vì hôm nay Linh không có dắt mọi người đi tham quan những cảnh hùng vĩ hoặc là đẹp rất là bất ngờ, nhưng mà để đưa mọi người vào cái cảm giác rất là thư giãn. Chúc cả nhà một ngày thật vui. Bye bye.